Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Hưng Yên đạt mức khá với tổng sản phẩm GRDP ước đạt 8,21%. Đây là thông tin từ phiên họp sáng nay của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chủ trì phiên họp. Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu, thu hút đầu tư, trên cơ sở dự báo tốt tình hình, ngay từ đầu năm, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả và kịp thời. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đạt được kết quả tích cực, có nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,21%, duy trì ở mức khá. Ngành dịch vụ có sự hồi phục rõ rệt, ngành công nghiệp đang nỗ lực vượt qua khó khăn, nông nghiệp phát triển ổn định, tổng thu ngân sách ước đạt trên 16.000 tỷ đồng, vượt tiến độ đề ra. Đặc biệt, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 11.400 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự toán giao cả năm và đạt cao nhất từ trước đến nay. Các chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện vượt bậc, hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ được tăng cường, hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục đầu tư phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được đặt ra, trong đó đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với dự án đường vành đai 4, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu ngân sách, phối hợp với các cơ quan trung ương sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm là phải thực hiện có cách thực hiện đề án giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2025 phải dưới 0,5%. Giải pháp tiếp là xây dựng quy chế tiếp nhận dự án trong cụm công nghiệp. Trên cơ sở cái đề án này là phân cấp phân quyền. Cái này không phải tỉnh nữa mà lên tỉnh là mất thời gian. Thôi tỉnh không làm cái việc này. Tỉnh chỉ tiếp nhận các cụm công nghiệp rồi, còn các dự án trong cụm công nghiệp thì ủy quyền cho một là sở kế hoạch đầu tư, hai là ban quản lý. Bởi vì hiện nay là các cụm công nghiệp nó đang triển khai rồi, mà chúng ta đang triển khai, đang xây dựng ở tầng thì phải tiếp nhận dự án. Thế mà tiếp nhận dự án lại quy trình như một cái dự án thông thường thì mất cả năm cũng xong. Cho nên là phải xây dựng khẩn trương. Cái nội dung này ghi đó là khẩn trương. Phiên họp cũng xem xét về kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2023. Theo đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu năm 2023 chỉ số BCI của tỉnh Hưng Yên phải duy trì trong top 20 và phấn đấu lọt vào top 10 của cả nước. Bên cạnh việc cải thiện từng điểm số thành phần, cần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đề án đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện DDCI tỉnh Hưng Yên vừa được ban hành.